Hướng dẫn quản lý và đổi điểm thưởng trên VNPay Merchant. Tích điểm dễ dàng, đổi thưởng đơn giản với hàng trăm quà tặng hấp dẫn như đặt vé máy bay, vé xem phim, thanh toán tiền điện, tiền nước, nạp tiền điện thoại, vân vân. Hướng dẫn quản lý tài khoản điểm thưởng. Bước 1, tại trang chủ điểm thưởng, chọn danh sách tài khoản điểm. Bước 2, tại danh sách tài khoản điểm VNPay, chọn tên chi nhánh cần xem chi tiết tài khoản. Bước 3, màn hình sẽ hiển thị số điểm khả dụng, số điểm sẽ hết hạn. Bước 4, tại mục xem chi tiết tài khoản, chọn lịch sử giao dịch điểm để xem lịch sử các giao dịch đổi điểm. Bước 5, tại mục lịch sử giao dịch, lựa chọn bộ lọc loại giao dịch hoặc bộ lọc dịch vụ, quà để tra cứu lịch sử đổi điểm. Bước 6, tại mục lịch sử giao dịch, chọn giao dịch cần tra cứu chi tiết lịch sử giao dịch. Tùy vào loại giao dịch lựa chọn, màn hình sẽ hiển thị chi tiết lịch sử các giao dịch tương ứng như giao dịch tích điểm, giao dịch thu hồi điểm tích, giao dịch tiêu điểm hay giao dịch hoàn tiêu. Hướng dẫn sử dụng điểm thưởng đổi quà. Bước 1, tại trang chủ điểm thưởng, chọn danh mục quà tặng. Bước 2, lựa chọn quà cần đổi. Điền thông tin và xác nhận thanh toán. Bước 3, nhấn mũi tên để chọn đại lý và tài khoản điểm. Bước 4, lựa chọn đại lý. Bước 5, lựa chọn tài khoản điểm. Bước 6, chọn tiếp tục. Bước 7, kiểm tra thông tin và bấm tiếp tục để xác nhận giao dịch. Bước 8, nhập mã xác thực OTP. Bước 9, màn hình thông báo đổi quà thành công. Bắt đầu giao dịch và đổi điểm thưởng ngay trên VNPay Merchant.